Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ đi lý thuyết một tí xíu. Tuy nhiên cái việc lý thuyết này tôi sẽ liên hệ với thực tiễn, hướng dẫn xác lập tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Và tôi thấy rằng tất cả một số các bạn kết hôn với người nước ngoài thì điều này dễ lắm. Tuy nhiên là người Việt Nam thì rất là khó. Trở lại vấn đề, tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn hai vấn đề chính. Thứ nhất là tôi đi về lý thuyết, thứ hai tôi sẽ đi về thực tiễn để hướng dẫn quý vị và các bạn xác lập tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Chúng ta đi về lý thuyết một tí xíu. Hiện tại chúng ta đang sử dụng luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Tuy nhiên nếu như bạn nào, các bạn nhé, nếu như bạn nào kết hôn năm 1998 thì chúng ta sẽ áp dụng luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Và nếu như trong trường hợp các bạn nào kết hôn vào khoảng năm 1983-84 hoặc không có giấy chứng nhận kết hôn thì sẽ áp dụng luật hôn nhân và gia đình năm 1986. Chúng ta sẽ thừa nhận những cái quy định của luật hôn nhân và gia đình tùy theo từng thời điểm. Tại sao là có người bảo chứ sao luật sư lại không áp dụng luật hôn nhân và gia đình năm 1959? Xin thưa là những cái luật hôn nhân và gia đình năm 1959 thì tới nay thì tất cả các bậc tiền bối đó, thật là đi cũng xa rồi. Cho nên tôi chỉ quyết định sử dụng luật hôn nhân và gia đình năm 1986, luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và luật hôn nhân và gia đình năm 2014 các bạn ạ. Tài sản chung vợ chồng là gì? Tài sản chung vợ chồng là tài sản do vợ chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Và theo quy định mới nhất thì tài sản được tặng cho riêng, được thừa kế riêng, được của người nào thì của người đó. Đơn giản thôi. Má ruột tôi cho tôi, và tôi không có ý định xác lập tài sản của chồng tôi vào, thì được xem là tài sản riêng của tôi. Trong cái quá trình thừa kế, tôi được thừa kế theo hàng thừa kế thứ nhất của ba tôi, thì đây là được thừa kế. Mà tôi cũng không có ý định xác lập vào tài sản của anh cả. Hồi xưa tôi còn độc thân, tôi có một cái nhà, tôi trước năm 2000 tôi có một cái nhà đứng tên mình tôi. Tới ngày 1 tháng 1 năm 2000 tôi kết hôn. Tài sản vợ chồng tôi tạo lập gồm có 3 cái bất động sản. Tuy nhiên còn cái bất động sản đầu tiên được cấp năm 1998 vẫn là của tôi. Vậy đó các vị và các bạn, lý thuyết trong một cái chừng mực nào đó thì nó vẫn đơn giản thôi. Tài sản tạo lập chung trong thời kỳ hôn nhân được xem là tài sản chung vợ chồng. Tài sản được tạo lập trước thời kỳ hôn nhân của người nào là của người đó. Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân của người nào là của người đó. Vậy nha, hết lý thuyết. Chúng ta sẽ đi về vấn đề thực tiễn. Rất khó để chứng minh tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Có một em đến tư vấn văn phòng, em bảo như thế này: chị ạ, hồi xưa ba mẹ em cho em một miếng đất. Thì ba mẹ em cho một miếng đất, lúc đó em còn độc thân, mà sau này em kết hôn thì không biết là làm giấy tờ sao đó, thì đứng tên hai người. Và ví dụ như là bây giờ tài sản em có vào năm 98 đi, đến năm 2004 mới được hợp thức hóa. Bây giờ ông chồng em ổng ly hôn, ổng bảo là đây tài sản chung vợ chồng. Chị, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên một mình em, chị chứng minh cho em đi, đây là tài sản riêng của em, có được không? Các bạn ạ, khó lắm. Hai vợ chồng có tổng cộng rằng là 3 loại tài sản đứng tên chung, 5 loại tài sản đứng tên một người khác, đứng tên chị vợ, đứng tên của người vợ đó các bạn. Tôi lớn hơn tôi gọi bằng chị.
Thì khi mà các bên tranh chấp ra tòa, tổng cộng dồn hết 8 tài sản được xem tài sản chung vợ chồng. Sau đi phân tích, tôi bảo vệ quyền lợi cho người vợ mà. Tôi bảo tòa ơi, 5 loại tài sản này không phải là tài sản chung vợ chồng, vì có một cái số tiền ở nước ngoài gửi về. Đây, chứng từ đây. Tài sản này được xem là tài sản riêng được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Và cái kết cuối cùng thì cũng may mắn, anh chồng thừa nhận, thôi được rồi, 5 cái loại tài sản này thực tế là của cô đó, cô vợ tôi đó. Nhưng thưa quý vị và các bạn, không phải trường hợp nào cũng may mắn, các bạn ạ, không phải trường hợp nào cũng may mắn chứng minh tài sản riêng, tài sản chung. Cách đây vài ngày thì có một người cũng hỏi tôi như vậy. Ba mẹ ruột của tôi tặng cho hai vợ chồng tôi, trên sổ ghi hai vợ chồng. Chị Thu ơi, chị làm ơn, chị làm ơn, chị tư vấn cho tôi cách nào để trở về tài sản riêng của tôi được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Việc tư vấn thì đã tư vấn rồi. Tuy nhiên, thông qua cái hướng dẫn cả về lý thuyết lẫn thực tế, tôi muốn nói với quý vị và các bạn điều gì? Chúng ta phải tôn trọng cái nguồn gốc xuất phát. Tài sản được cha mẹ ruột họ tặng cho, nếu người vợ người chồng chỉ ý đồng ý, đây là tài sản ba mẹ ruột của tôi cho đó, nhưng tôi đồng ý, tôi nhập cái tài sản này vào tài sản chung vợ chồng, vì vợ chồng là một cái việc không thể nào cả hai là một, tuy một mà hai, khổ lắm. Thông qua cái video này, tôi không muốn nồi da xác thịt quý vị và các bạn, nhưng tôi sẽ tư vấn cho các bạn trẻ. Các bạn đã có những cái quá trình và các bạn cũng muốn rạch ròi giữa tình cảm và tiền bạc. Chúng ta không thể nào có những cái sự công bằng tương đối. Tài sản này tôi làm trước thời kỳ hôn nhân, khi chưa có một cái sự đóng góp công sức của anh. Vậy thì được xem là tài sản riêng của tôi trước thời kỳ hôn nhân. Và chân lý này bất di bất dịch không thay đổi. Tôi có tư vấn một người khách hàng nam vậy đó. Tài sản anh có được trước thời kỳ hôn nhân, và cái mốc sau đó anh mua đất thì chưa được cấp giấy, và sau này thì cấp giấy tên một mình anh. Tuy nhiên thì khi ly hôn thì chị vợ chỉ yêu cầu là 30%, và cuối cùng thì hòa giải thì họ cũng chấp nhận một cái con số nhỏ, vì tòa có xét đến công sức, đây là sự tạo lập của chồng trong thời kỳ hôn nhân, công sức của họ nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, sẽ rất là vô duyên nếu trong trường hợp những cái video này đến với những quý vị và các bạn khi chúng ta kết hôn, chúng ta giống như Đạo Thiên Chúa có nói đó, sự gì kết hợp thì loài người không được phân ly. Chúng ta không có một cái sự toan tính về tiền nong, tình cảm, thân xác, chúng ta đã làm một thì chúng ta vẫn phải làm một. Và tôi không có ý định sẽ như một ai đào đó nói rằng là luật sư chúng tôi là cái nghề đem cái sự chia rẽ để đến với mọi người, nó là cái công cụ kiếm tiền của chúng tôi. Xin thưa với quý vị và các bạn, tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn nhận được những cái lợi ích từ cái kiến thức
hướng dẫn xác lập tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân thì các bạn sẽ thấy quý giá đến mức độ nào. Và nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn là những người vẫn có tài sản riêng, nhưng tôi cho rằng cái việc mà tôi cho và tôi nhập vào tài sản của vợ và chồng tôi cũng là điều hiển nhiên. Mà sau này nếu như trong trường hợp người vợ và người chồng đó có những cái không được chung thủy, thì cái việc tôi tặng cho cô và tôi tặng cho anh cũng là chuyện tất nhiên. Thì thực sự rằng là rất là trân trọng những cái tình cảm của vợ chồng quý vị và các bạn. Thông qua cái hướng dẫn này, tôi trải lòng đến quý vị và các bạn, chúng ta sẽ bắt kịp những cái tốc độ đô thị hóa, tốc độ cái 4.0, để chúng ta cảm nhận rằng nếu trong trường hợp kết quả của cái tình yêu nó sinh hoa kết trái và nó sẽ không bị vướng bận, thì ok, tôi chúc mừng các bạn. Còn nếu như trong trường hợp cái kết quả đó nó sẽ không có gì đường ai nấy đi, thì chúng ta sẽ bảo vệ những cái công sức, những cái gì mà chúng ta đáng được nhận. Các bạn à, tôi hướng dẫn những gì chúng ta đáng được nhận và những gì thuộc về chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi cho rằng trong video này tôi san sẻ đến tất cả mọi người, hy vọng rằng là tôi không có ý định bài xích, tôi cũng không có ý định đưa một cái thông điệp không hòa bình đến cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi hoặc muốn luật sư Thu Đoàn trả lời miễn phí, thì chúng ta sẽ có vào cái khung giờ từ 8 đến 9 giờ. Còn nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn có thể là cần những cái tư vấn khác, thì chúng ta sẽ gọi vào khung giờ khác, dĩ nhiên là có phí. Cả hai đều tôi để cái đường link ở phía dưới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta trong suốt hơn một năm qua.